Tôi tưởng các bạn thương tôi lắm. Bảo thương tôi mà bắt tôi chơi game này là ghét tôi rồi. Các bạn có yêu thương gì tôi đâu. Còn thương sớm đón chiều đưa, hết thương nắng xế vẫn chưa thấy hình. Cứ đối xử với tôi như này đi, rồi một ngày tôi dỗi nhá, thì các bạn một mình một cõi bến mơ, trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi, tìm hoài mà chẳng thấy tôi, giật mình tỉnh mộng vườn không bóng người nhá. Tiêu đề lừa đấy, tôi có phải là anh Huấn đâu mà dạy cách làm người được. Nghiêm túc này, bác Hồ dạy rồi, lao động là vinh quang, vì thế bước đầu tiên để làm người ấy là tôi phải tham gia phỏng vấn để có một công việc đã. Cũng như dự đoán thì bằng tài năng ăn tàng phá hại của mình thì tôi đã bị đuổi việc. Thế là phải đi làm bảo vệ trả nợ rồi. Chú ơi, sao chú xấu trai và bất tài thế? Sao chú lại bị chọc? Mày chửi chú không có tóc là mày bảo chú không bình thường.